À, tự nhiên có cái chai nó vừa bể ở đây nhờ. Sao nó có một cái chai nó bể trong phòng này ta? Đây đây đây, mày nhìn kìa. Đây, nhìn màn hình, nhìn tường. What the fuck? Sao trên tường rồi có cái đấy? À, tức là thằng Hiếu thực sự đang ở trong này á. À, trời ơi. Tao chặn cửa cái. Chặn cửa không? Úp thật Hiếu. Mày ra ngay. Mày chó mẹ té không tươi cái chanh.